Mở trang số 3 tiếp tục. Các thiền chi. Các thiền chi. Hằng ngày mọi người đi học đánh theo kích thước tròn, không có hôm kia cả. Vậy mấy cái này này. Trong các thiền nghiệp như bố thí trì giới chẳng hạn thì thiền tạp ý, tức là tạp ý thiền của Salat Yetana, khởi sinh lúc nào thì lúc ấy đại thiền tâm Maha Kusala Chit cùng khởi sinh lập tức. Đương nhiên ha, trong dục giới thì có tạp ý, tức là có tâm tức là có tạp ý, thì thiền nó khởi sinh. Nhưng với các Rupa Vachara Kusala Chit sắc giới thiền tâm thì không phải như vậy, nó khác nhau, nó không còn là bình thường như kia nữa. Mà cả cái sắc giới thiền tâm này phát sinh là dựa trên việc hành thiền định. Đấy, hồi nãy chúng ta học cái quá trình này, và nó hành thiền định phải qua quá trình này mới thiền tâm mới phát sinh được. Thiền tâm muốn phát sinh được không đơn giản, phải qua một quá trình. Và có nhiều người phải tu tập 5 năm, 10 năm, 20 năm hay hết kiếp này vẫn không đắc thiền định. Nhưng có nhiều người hành đắc liền. Thì cả đó tùy thứ nhất về điều kiện cần, là người đó phải là người tam nhân, phải không? Tam nhân như các vị trước nói, tức là cái tâm của họ sinh ra có đầy đủ ba nhân là vô tham, vô sân và vô si, thì họ mới đắc thiền, đắc đạo quả. Thứ hai là nỗ lực. Thứ ba là họ hành đúng với tạng người của họ, với tâm tịnh của họ. Như vừa trước nói là người hành thiền chỉ hay thiền định thì có tất cả 6 hàng tâm tính, phải lựa chọn đề mục đúng cho mình. 6 hàng là gì? Người có tỉnh tầm tham sân si, tầm tín và giác, thì họ phải lừa đối tượng cho đúng. Còn người thì tính tham mà lừa đối tượng, phải lừa đối tượng là asubha, tức là tự thi hay là cảnh xấu đáng gần nhất thì họ mới tu mới đắc. Còn nếu không họ lừa được đối tượng thì vào ngồi thiền cái là tham nó sinh thêm lên. Cùng như vậy, muốn rải tâm tư thì trước nhất chúng ta rải cho ai? Ví dụ như mình gây lộn với một người, mình không thích một người, thường ngày nhìn mặt không ưa, rồi tối hôm đó chúng ta ngồi rải tâm tư thì rải cho họ. Có rải đường nào mình cũng nóng, người mình sinh nóng và không thành công. Chứ không phải bao giờ tâm từ mình thật mạnh, người mình tu tập tâm từ nhiều năm rồi thì đối tượng như thế mình lại mới thành công. Hồi xưa có hai trong huyền không có hai sư, một sư già sư trẻ. Sư trẻ thì ông thích làm năng nổ hoạ bát, mà sư già thì cứ nghĩ rằng mình không thể là người ăn bám, do đó cũng ra làm việc, nhưng mà ra thì cận chân cận tay người ta rồi nguy hiểm nữa. Những cái đồ làm việc mà cái tre pheo sắt cọc đá là vân vân, thế là xích mích nhau. Cuối cùng thầy dạy cái pháp tâm từ tối hôm đó, tại sư cụ hành thiền trong phòng rải tâm từ, sáng mai xích mích nhau tiếp.
sư cụ mới nói: có người của sư, tức là sư sư lớn tuổi nói với sư già, nói sư trẻ, có người của sư sân si nhiều quá, phải sao vậy? Người khác phải mình đừng bên ngoài, sao sư nói vậy? Thì chứng tỏ là bằng chứng là khi hôm tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ tôi rải tâm tư cho sư đó mà sư không có thay đổi gì cả. Rải tâm tư cũng đụng đổi từ rupa vachara kusala chit phát sinh lúc mà việc hành thiền định. Hành thiền định tên Bali là samatha kammathana, đạt đến appana samadhi hay là an chỉ định, lúc đó là đạt là thành công đó hả, tức là phát sinh cái an chỉ định chính là tâm thiền phát sinh, tức là tâm đạt đến sự ổn cố nhất tâm trên đối tượng của pháp hành thiền. Ví dụ như Pathavi Katsina biển sự đất, nghĩa là lúc đó đang lúc đã thực hành thiền định, một nhóm tâm sở đồng sinh với tâm có nhiệm vụ thiêu đốt hay là đè nén các triền cái. Triền cái là hồi nãy mình mới học năm triền cái, tức là bất thiện pháp ngăn ngại không cho thiền phát sinh. Trong năm loại thiền cái này dù chỉ là một loài đang tồn tại thì thiền tâm cha nó chỉ sẽ không sinh khởi được. Do vậy lúc mà nhóm nắm tâm sở làm nhiệm vụ thiêu đốt hay đè nén các thiền cái rồi thì thiền tâm sẽ khởi sinh ngay. Nhóm tâm sở đồng sinh được nói trên chính là vi tập cả tâm, vi cha ra tử, pi tị phỉ, vedana thọ, sục khả, u bệ kha, e cập gà ta nhất tâm. Năm tâm sở này sẽ đoạn trừ các triền cái làm cho thiền tâm phát sinh và chúng biểu hiện dưới dạng các thiền chi. Như vậy chúng ta lần đầu tiên chúng ta đọc các thiền chi thì có gì? Vi tập cả vi cha ra pi tị sục khả e cập gà ta xa hị tăng, tức là đồng sinh với năm thiền chi. Và chúng ta biết tâm thiền đầu tiên chính là đề nhất thiền Pathama Chana, do đó trong đề nhất thiền phải có đủ năm thiền chi, nó mới đè được năm cái thiền cái. Thiền định là một biện pháp đè nén, đoàn trừ bằng cách đè nén, nghĩa là không phải nhổ tận gốc mà chỉ lấy đá đè để cỏ. Khi cất đã đi thì có mọc lên lại. Như vậy trong thời gian hành thiền, tâm thiền vững mạnh thì những cái tham sân hoài nghi vân vân, hôn trầm thủy miên, đào cực hồi quá, nó được tàn lắng, nó không sinh vì bên này lại đã đè. Như vậy các thiền chi này, tâm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm thì sẽ sinh ra để đối trì với năm cái triền cái chúng ta mới vừa học. Nó đối trì như thế nào sẽ có cụ thể dưới này. Vậy trong cái quá trình hành thiền đó chính là làm cho năm thiền chi này mạnh mẽ hơn lên, phát sinh cùng một lần, có sức mạnh để đè được những cái triền cái đó thì hành giả đắc thiền. Có phương pháp hẳn hoi nha. Thiền đoàn trừ các triền cái, tức là các thiền chi đoàn trừ triền cái như thế nào, việc đè nén hay đoàn trừ các triền cái do năng lực của thiền gọi là đoàn trừ do đè nén. Viết khẩm phana, chữ này đọc là viết khẩm phana. Viết khẩm phana là đoàn trừ, đè nén. Pạt hà ná là đoàn trừ bằng cách đè nén. Viết khẩm phana, pạt hà ná là đoàn trừ. Khi nào thiền chưa bị thổi thất, tất nhiên là hành giả đắc thiền, và thiền đó chưa thổi thất là đến còn nhập thiền được, sức mạnh của thiền đang còn, thì các triền cái không có cơ hội trỗi dậy được,
không thể trỗi dậy được. Còn một khi mà tiền cải hiện hiện hay trỗi dậy thì chính lúc đó thiền bị suy thoái. Tức là người nào đạt thiền thì cũng có suy bị thoái khỏi và thiền. Đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường giống như hôm trước kể chuyện đệ tử của ngài Sariputta là một tên tướng cướp râu đỏ bị án tử hình. Thì vì ông ta không tu nữa, do đó về và bỏ, quên mất cái thiền của mình. Bây giờ nghe thầy nhắc nhở sắp sửa ra pháp đình để xử chém treo chém cổ thì nhớ lại thiền mà thầy đã dạy và nhập định và đắc định tử thiền, do đó do chém không đứt, lửa không cháy. Cả thiền chi làm nhiệm vụ đoàn trừ tiền cải như sau: ví tất cả tâm đoàn trừ thi nam mít tha hôn trầm thủy miên, ví cha ra tứ đoàn trừ ví chi kịch sa hoài nghi, ví tị phi đoàn trừ gia ba đá sân hận, su khả lạc đoàn trừ uẩn thất giả cực giả trào hối, ý là các ta nhất tâm đoàn trừ kama chẩn đá tham dục. Ở đây muốn nói đến cái chi thiền thứ ba, phi tỷ phi. Như có nói qua, tức là ai gặp, nếu mà họ dùng cái chữ hi cũng được nhé. Sách khác họ dùng chữ hi, nhưng ở đây sư muốn dùng lý do chúng ta có đến ba loại hi. Hi thứ nhất là somanat, là thọ hi, thuộc về cảm thọ. Hi thứ hai là phi tỷ. Phi tỷ thuộc về hành uẩn, không phải thọ uẩn. Và hỷ thứ ba là mudita, cũng thuộc về hành uẩn, gọi là tùy hỷ, vui mừng trước sự việc người ta được cái điều vui mình đã chúc mừng thì gọi là tùy hỷ mudita. Như vậy có ba loại. Do đó bây giờ trở lại cái này, dùng cái từ phi. Phi là gì? Vì là trạng thái gì? Phấn chấn của nội tâm này. Tức là nó có vui nhưng mà nó phấn chấn, nó bị gì đó, excited, tức là kích thích á. Nó ở trạng thái được kích thích. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vì sao tâm nó trừ được hôn trầm thủy miên. Chứ còn mà tứ thì trừ được hoài nghi, thì đi vào những cái phần trong này. Ví tất cả tâm, tâm chính là việc nâng tâm đưa đến đời thường trong lúc tiến hành thiền định sắc giới rupa chana. Trước hết hành giả cần có đề mục của thiền định sắc giới, ví dụ patthavikasina biển sự đất chẳng hạn, để tâm chủ mục vào đối tượng này. Tức là hành giả cứ nhắm mắt rồi mở mắt để ghi cái kasina biển sự đất, rồi nhắm mắt lại rồi đọc thầm patthavi hoặc là đất, đọc thầm, đọc thành tiếng nhỏ nhỏ cũng được, thầm trong miệng không thành tiếng cũng được, và luôn chủ tâm vào đề mục. Không cần dán mắt vào đề mục, nhưng mà mắt của chúng ta lúc mở lúc lim dim. Hành giả cần cố gắng đừng để cho tâm ra khỏi đề mục, suy nghĩ sang chuyện khác. Tại thời điểm mà tâm rớt ra khỏi đối tượng đáng chủ mục thì namitha là trạng thái tâm có rút thoái thất, dạ dười sẽ làm tâm mất sự chú ý vào đề mục. Do đó hành giả cần phải nâng tâm trở lại đề mục một lần nữa, chú tâm vào đối tượng đừng để rời khỏi đề mục, và chỉnh tâm làm nhiệm vụ đưa tâm đến đối tượng, nâng tâm vào đối tượng. Do đó tâm không làm cho tâm bị rớt ra khỏi đối tượng, chỉnh là
tâm đoàn trừ được thi na vi tha dễ dàng đè nén vi khấm pha na phạt hà na, tức là tâm đưa tâm trở lại đối tượng lần nữa. Khi đối tượng bị thi na vi tha làm cho giả dời có tâm có hoặc đối tượng trở tâm không còn ở trên đối tượng thì tâm đưa tâm lên. Người ta lấy ví dụ như như là con ong bay đến cây hoa và bay quanh cây hoa, tức là tâm đưa đến đối tượng, đưa tâm đến đối tượng, tức là tâm bị rớt khỏi đối tượng. Nguyên do là do thi na vi tha, tức là do buồn ngủ dạ dùi tâm co về thì tâm đưa tâm ra lại, do đó tâm loại trừ ví tất cả loại trừ được thi na vi tha, tức là hôn trầm thủy miên. Còn vì sao tứ nó lại đè nén được hoài nghi, nó loại bỏ được hoài nghi? Lý do là tứ là sự nâng đỡ, sự dìu, sự duy trì tâm trên đối tượng đang chủ mục. Khi vị tập cả làm nhiệm vụ nâng tâm đến đời mục thì vị cha ra nâng đỡ duy trì giữ gìn không cho tâm rớt khỏi đời tượng. Đưa tới nơi rồi thì phải cột nó lại, giữ nó lại thôi, nó rớt quá. Nếu như tâm có sự phân vân hoài nghi phát sinh tại thời điểm đang chủ tâm đến đối tượng, rằng hoài nghi như thế nào, rằng việc chủ mục vào đối tượng có khả năng cho thiền sanh khởi hay không, thì lúc đó việc giữ cho tâm trụ trên đối tượng sẽ bị mất đi. Do vậy hành giả cần sử dụng vị cha ra tầm tứ, vị cha ra tứ để giữ sự chủ mục của tâm an trụ trên đối tượng để trên đề mục, nhằm tránh khỏi sự nghi vấn phân vân. Chính vị cha ra làm phần sự đè nén vị chỉ tịch cha nít và rắn á hoài nghi tiền cái, đè nén hoài nghi tiền cái dễ dàng đoạn trừ do đè nén. Như vậy tử là nó giữ tâm trên đối tượng, tâm nâng tâm đến đối tượng thì tử giữ tâm trên đối tượng, giữ không cần phải nâng lại, đừng cho rớt khỏi đối tượng. Bởi vì cái sự hoài nghi ngờ không biết thiền có sinh được hay không, khi mà chúng ta dự trên đối tượng này có chắc hay không, vân vân, thì hoài nghi ngờ đó làm cho tâm không được ổn định trên đối tượng, thì tứ vị cha ra nó sẽ duy trì tâm trên đối tượng. Người ta lại ví dụ như thế này, giống như con ong bay tới cái hoa, ví dụ rồi nó bay lượn quanh cái hoa ba vòng, thì là ví dụ như tầm đưa tâm đến đối tượng, bao quanh đối tượng, rồi sau đó con ong đầu vào cái giữa cây hoa, giữa cây hoa thì chính là tứ nó, cái đoạn đó tứ làm việc, giống như con ong nó đầu vào giữa cây hoa chính là tứ làm việc. Một ví dụ khác, nó không có hình tượng giống như này, tức là hình tượng khác, giống như người ta đánh tiếng chuông đầu tiên gọi là tâm, và những tiếng ngân vang của chuông đó gọi là tứ. Hoặc một ví dụ khác, hàng năm Tết đến chúng ta hay chùi đồ đồng trên bàn thờ, thì tâm chính là chúng ta dùng tay, dùng chân để giữ cái đập bình đồng, cái đồ bình đồng, giữ nó lại là gọi là tâm. Tứ chính là cái sự chúng ta dùng cái bùi nhùi, cái đồ để sát, cha sát, để cho đánh, cho đồng nó sáng, thì tứ chính là cái sự cha sát đó. Tâm chính là sự giữ chặt tâm đến đối tượng, tứ chính là cái sự cha sát tâm cho nó trong sáng. Thì như vậy tứ nó loại trừ được hoài nghi, mà tâm thì nó loại trừ được cái gì? Tâm loại trừ được cái gì?
gọi là gọi cái gì tâm hôn trầm thì miên trầm quá. Vì sao chúng ta không nhớ được? Vậy cái nào là làm cho chúng ta nhớ? Nếu chúng ta học với đại thiền tâm thì cái làm cho chúng ta nhớ mạnh hơn với là cả tâm bất thiền. Ví dụ suy nghĩ của thất giả tức là phòng tâm thì làm tâm nhớ khó. Hai cái yếu tố làm cho chúng ta nhớ tốt nhất, hai yếu tố làm chúng ta nhớ tốt nhất đó chính là sở tình và sảnh nha. Sảnh nha này nó giống như cái thu âm, cái máy nó ghi âm. Nhưng nhiều khi tức là chúng ta học là chúng ta dùng cái tưởng để ghi nhớ, ghi hết, nó được ghi hết. Có cái điều sau đó thầy hỏi thì chúng ta lôi ra, phải nè. Tức là ví dụ như đoạn băng 90 phút thì thầy hỏi chúng ta sẽ tua lại cái đoạn phút thứ 89, 87 gì đó, tức là vừa nói xong hả? Thì cái khả năng mà lôi lại đó không phải là tưởng sẵn nha, mà là cái gì? Là sở tình. Đây, bây giờ hiểu thêm một cái chức năng mới của sở tình. Được chưa? Vậy chúng ta phải, người nào mà nhớ nhanh tức là sở tình nó mạnh, cùng tâm thiền hay cả, nhưng mà sở tình mạnh thì nhớ nhanh, nhớ chính xác. Là vì gì? Vì sao? Vì do lúc ghi thật chính xác, ghi chính xác thì nhớ chính xác, tức là ghi mạnh, ghi sâu, làm cho vỏ não nó mòn sâu. Đây là nói khoa học, còn nói như vậy chà sạc sâu. Thứ hai là phải có sở tì. Sở tì này là nó tua cái băng lại, tua băng lại để làm chúng ta nhớ. Do đó khi nhớ mà tâm chúng ta tham là chúng ta không nhớ được đâu, khó lắm. Tâm chúng ta sân cũng nhớ, tâm chúng ta si cũng nhớ, mà tâm phải đại thiền. Rồi sau đó có thể tham sân si nó xen vào, nó xen vào cái việc của nó. Nhưng mà lúc nhớ chính là đại thiền, nó làm nhiệm vụ lôi ở trong cái ổ cứng ra, lôi ở trong cái bồ nhớ ra. Học cái này sẽ cứ gặp đâu sư sẽ nói đó ha, để chúng ta thấy nó có giá trị. Pháp Phật này nhiệm màu lắm. Nếu người nào học càng mê và thấy cái cuộc đời mình có ý nghĩa, rất có ý nghĩa, và đem ra dùng được nữa thì có ý nghĩa. Như cái câu mà sư hay nói, tôi sinh ra nghĩa là tôi đã chết, tức là cuộc đời cũng có ý nghĩa vì không biết Pháp Phật. Còn chúng ta đang sống từng giây từng phút chính là chúng ta biết Pháp Phật, biết Pháp Phật. Cái thứ ba gọi là gì? Pi tỷ, tức là phỉ. Phỉ, pi tỷ phỉ là sự phấn chấn, sự hoan hỷ trong lành, sự vui vẻ trong lành. Còn cái hỷ của số mạnh á là cái cảm thọ, cảm giác. Còn cái hỷ này nó thuộc về nội tâm nhé, nó khó phân biệt nhá. Nhưng mà chúng ta học lần lần gặp nhiều nhiều rồi sẽ biết. Tức là nó có cái sự phấn chấn, sự kích thích thì gọi là phỉ. Khi bị tập cả, tức là tầm nâng tâm đến đối tượng, vị cha ra duy trì tâm ổn cố đến đối tượng rồi, sẽ phát sinh sự phấn chấn no đầy phỉ lạc của nội tâm. Tại thời điểm tâm đang hăng hỉ mạc mẹ tràn trề ấy, lòng sân hận nóng nại bực bội sẽ không thể phát sinh lên được. Lúc chúng ta đang phấn chấn, đang hoan hỉ, đang tràn trề mạc mẹ thì lòng sân hận bực bội không phát sinh được. Như vậy, quý vị có khả năng kiềm chế, đè nén không cho
sân hận thiền cái yapada nivarana nổi lên lúc có hỷ có phỉ, thật ra thì có phỉ này thì somana cũng có luôn, somana có luôn, nhưng có somana chưa chắc đã có pi tỷ. Ví dụ đề tử thiên họ cũng có pi tỷ, họ loại pi tỷ luôn. Giống như tất cả những điểm mai học cái là tôi nói một lần luôn, à, một ví dụ như thế này, đứa bé nghe mẹ đi chợ về, à, đứa bé nó sẽ vui trong lòng được chưa, à, nhưng mà nó biết rằng mẹ chờ về thì có gì? Có quà, có kẹo, hả? Có quà. Nhưng mà mẹ đang ở đâu? Ở ngoài xóm, ngoài ngõ, chưa đến nhà. Nhưng mà thấy rồi, nghe rồi, thì nó vui chưa? Vui chỉnh, nó phấn chấn chưa? Gọi là phỉ, nó sinh pi tỷ trong người nó. Nhưng mà nó đã được ngậm kẹo chưa? Chưa. Kèo khí ngầm chính là somana. À, somana, cái vui, cái cảm thọ có mà nó chưa ngầm, nhưng mà nó đã phần chẳng vui vậy. Giống như người đi đường khát nước mà đến bãi sa mạc cá, nhìn đằng xa thấy có cái loáng của ánh mặt trời, mà tưởng đó là nước. Chúng ta gặp cái này rồi, nhất là đi đường nhựa đúng không? Đấy. Gặp cái này nhiều và nghĩ rằng có nước mát mẻ sẽ được uống nước, lúc đó pi tỷ nó sinh, phần chẩn nó sinh, nhưng mà chưa đụng được nước, còn lâu chưa đụng được nước. Thì pi tỷ phỉ có năm loại. Thứ nhất, khuất đặc cả pi tỷ là tiêu phỉ, tức là cái phỉ lạc nhỏ nhỏ. Nó có sự no đầy hoan hỷ, phần chẩn nho nhỏ làm cho nổi da gà dừng được lâu trên cơ thể. À, cái này thì nhiều cái vui quá nó có tình trạng này ha. Hoặc là ai từng tập thiền, ngồi thiền thì sẽ thấy nó rần rần, ghê ghê, mát mát. Thì nổi da gà này có hai nguyên nhân. Đó nè, sờ cũng nổi. Sờ là tấm gì? Sờ. Nhưng mà hai cái này nổi khác nhau. Một bên là mát mẻ, còn bên kia tâm co rút, sờ mà, à, thì tâm sân, nó một loại lửa. Thứ hai, khanika pi tỷ là khanik, là khanak, khanika là khanak, là sạc na. Tức là cái hỷ lạc nó sinh trong sạc na, tức là thế nào? Có sự nó đầy hoan hỷ, phận chẩn tạm thời, như tia chớp phát sinh nhiều lần theo từng chập. Tức là hành giả sẽ cảm thấy mình nó hoan hỷ vui vẻ, nó lóe chớp như là tia chớp, nó sinh ra hoan hỷ từng chập như vậy. Thứ ba là ô canh tị ca pi tị, phi phát sinh xúc chạm đến cơ thể làm cho cảm giác lâng lâng rồi biến mất như sóng biển xô bờ, gọi là hạ triều phỉ. À, ai có hành thiền biết nhiều khi người sẽ lắc lư đúng không, à, theo giống như nhịp thuyền mà nó sóng lắc lư, à, sẽ bồng bềnh, sẽ nổi trôi, à. Có nhiều người sẽ sinh hoặc sợ cũng có, à, thì cả nhà sinh sau, nhưng mà cảm giác của cái phỉ lạc mà nó phỉ mà nó phát sinh ở thời điểm đó là người mình nó lắc qua lắc lại, chao đảo bồng bềnh, à, thân bồng bềnh thật mà tâm cũng cảm thấy như thế, mà thân nó nghiêng qua nghiêng về. Nếu một người bên ngoài đứng quan sát sẽ thấy nghiêng chao đảo, à, có ai từng hành rồi thì
tự hiểu tự biết ha. Cái phì thứ tư là Ubenga Pi Tỷ, việc phì khởi sanh mạnh mẽ hơn lên, có thể làm cho toàn thân bay lên không trung như chuyện thiểu nữ nhà ở gần Giri Maha Vihara gọi là khinh thân phì. Có nhiều đạo sĩ yoga họ cho học trò và bản thân họ hành thiền và phát sinh cái này, rồi họ chụp hình là rơi khỏi mặt đất khoảng 6-70 cm. Cái này thì có thể do cái Ubenga Pi Tỷ, tức là khinh thân phì. Cái câu chuyện này thì chắc mọi người nghe nhiều rồi ba. Quá. Đọc sách nhiều lắm mà thấy đây sách đầy. Thế mà anh Vinh vẫn ngày sáng nay vẫn nhập về một thùng. Sư ở đây mới 10 ngày mà thấy là nhập về 4 thùng rồi. Có một thùng của sư đem về á, còn 3 thùng nhập, 3 hay 4 nhập. Hôm nay là nhập thêm. Thế thì mọi người nên đào. Hay là có thì giờ để thì giờ hành thiền như thế này. Đấy xảy ra ở tại nước Tích La, Sri Lanka. Hầu thời Đức Phật cũng khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật ra đời nhập Niết Bàn, khoảng 400-500 năm thì cái ngôi đại từ Mahavihara, dịch là đại từ, ở cái núi Giri ở tại Tích Lan thì có cái bảo tháp đẹp lắm. Thế là hàng ngày thì Phật tử họ đi làm những cái đêm mà rằm to bia lớn, ví dụ như đêm 15, đêm 30 thì người 14 người ta sẽ đi đến tháp, rồi người ta thắp nến, người ta đi nhiều quanh tháp 3 vòng. Ai đi 3 miếng điện là thấy họ phải đi nhiều đủ 3 vòng. Ở Senegal mặc dù đi khoảng 2-3 giờ chiều, 10 giờ sáng nóng quá mà cũng đi chân đất để mà nhiều vừa nhảy. Thì họ đi nhiều như vậy thì cha mẹ mới nói cô con gái khoảng 14-15 tuổi thôi con ở nhà dự nha, bố mẹ đi lễ chùa, đi lễ, đi nhiều bảo tháp mà nghe pháp. Thì cô con gái ở nhà thì nhà cũng ở trên đồi, do đó cũng nhìn thấy cái bảo tháp không xa nhau lắm. Thì bố mẹ đang đi thì cô này cô đi, cô đứng được sân thì cô hoan hỉ quá. Cô thấy bảo tháp có đèn thắp sáng, rồi là thấy người đang đi lui tới, đang đọc kinh, đang đi nhiều, thì cô hoan hỉ quá. Là cái khinh thân phỉ này nó sinh lên với cô. Tâm cô chủ một đề mục đó là chê tì gia, tức là cái bảo tháp chê đi, chê tì gia. Thì cô hoan hỉ quá, người nó bay lên không trung là vì tâm cô chủ tâm hướng đến bảo tháp cái đó là giữa hư không đến bảo tháp, đến đó một cái thì cô đứng xuống, không có trong tay cũng có đèn, có hoa, có hương gì thì cũng chắp tay đi nhiều. Cha mẹ đến thì hỏi ủa sao con tới đây rồi con đi con đường nào, cha mẹ đi bộ chưa đến mà đến sau đó đến, thì hỏi thì cô nói là con cũng không rõ, con thấy là con cứ la đà trên trời và con xuống đây. Thì cha mẹ cũng biết nói sao, thế là cũng đi lễ, thôi thì con tới rồi thì phải lễ lễ rồi đi nhiều Phật, nghe pháp xong về, về bằng đường nào, đường bộ về bánh được nữa nhá. Vì lúc đó nhìn nhà mình thì có Pi Tỷ sinh á, nhà mình heo ca gà vịt Pi Tỷ cũng sinh được, do đó đi bộ về. Chuyện này có thật, được chép trong kinh, trong bộ Nipa Văn Sạc, tức là đạo sự của Tích Lan. Nhiều chuyện lắm. Thì ở Tích Lan này thời đó đến còn thần A La Hán ra đời. Tại vì sao ạ? Tại vì họ lấy nguyên gốc Phật giáo nguyên thủy Theravada vào Tích Lan, và họ không bị phân chia bộ phái gì, không bị cái gì cả,
không bị Hồi giáo vào tấn công, không bị Đại thừa hóa Phật giáo, tức là kinh phát triển, không có. Họ origin nguyên thủy. Do đó ở Tây Lan sẽ không có kinh Đại thừa, không có Phật giáo Đại thừa. Không ai biết Đại thừa là gì. Cho đến giờ chưa nói là đi tu phải ăn chay họ cũng không biết. Đại thừa họ không biết là biết. Họ origin, do đó người ta gọi chánh pháp đúng và hành đó chánh pháp. Do đó A La Hán rất nhiều, các vị thánh tăng rất nhiều ở Sri Lanka. Sau đó thì các cái Phật giáo ở Ấn Độ mất, ở Thái Lan mất, ở Phật Myanmar mất, thì các cái sứ đồ bộ truyền giáo từ Tích Lan truyền ngược lại. Rồi có những đoàn Tích Lan mất, đoàn sau nữa thì lại truyền từ Miến Điện qua và Thái Lan qua. Do đó bây giờ ở Tích Lan có ba tăng thống, ba hệ phái, ba tăng thống, ba hệ phái. Một hệ phái có Lăng Ca Vô, Lăng Ca Văn Sở, Lăng Ca Vô là của Tích Lan. Một cái của Sayam Vô, tức là của Thái, và một cái của Suchinika, tức là của Myanmar. Có đến ba tăng thống. Vậy cái hỷ thứ tư này thì nó có đặc biệt như vậy. Nhưng tất cả bốn loại hỷ này đều phát sinh ở tâm đại thiền. Đại thiền không phải ở tâm thiền. Đại thiền thì nói nhiều quá chẳng thuộc rồi hả? Thuộc rồi. Tâm thứ ở cái hỷ phỉ là phỉ thứ năm, đó là pharana piti. Phỉ phát sinh thẩm mát loan tỏa khắp châu thân. Đây là phỉ sinh ra khi hành giả đắc thiền sắc giới, gọi là sung mãn phỉ. Chính cái phỉ này làm cho là chi thiền trong năm chi: tầm, tử, phỉ, lạc và nhân tâm. Còn một cái phỉ trên thì chưa vào thiền được. Cái phỉ thứ năm sung mãn no đầy là vào thiền. Cùng nhờ cái vị này mà cả cái vị phàm thiên họ không cần phải ăn uống gì, họ sống nhờ cái vị lạc của nội tâm này. Do đó nó sung mãn, nó đầy đủ, nó no đầy, tức là họ không đợi gì, bụng mà no thì nó cần gì phải ăn gì, họ không đợi gì. Chính là do cái vị lạc của nội tâm này làm cho họ không cần ăn uống thức ăn, mà thân thể họ vẫn đầy đủ vì do nghiệp của họ, họ sinh ra với cái thân như vậy. Quá trình về lý thuyết về thiền chi là như vậy. Còn hai thiền chi nữa chúng ta để hôm sau. Ở đây ai có kinh nghiệm về vị lạc trong lúc hành thiền có thể chia sẻ, hay là họ toàn là người hành vipassana không chịu hành thiền định? Đừng nghĩ rằng chúng ta hành vipassana là đúng. Và sư có gặp nhiều người họ chê bai thiền định, họ cho đó là không phải của Phật giáo, họ cho đó là pháp thấp kém đã đè họ. Nhưng sự thật là không nổi đâu. Con nghĩ là ở đây rất là không, như con chưa giờ hành thiền, chưa hành thiền định, thiền tuệ gì hết. Vâng. Con nghĩ là cũng có rất nhiều người cũng có thể là đã hành thiền rồi, nhưng mà cũng chưa biết là phương pháp có đúng hay sai. Vâng. Thế thì xin sư là có thể là hướng dẫn cho chúng con
ví dụ thiền định, thiền cơ bản thì thiền như thế nào? Thì đang học nè. còn pháp hành thì ở đây cơ hội pháp học có từ trước sư không rõ, nhưng mà hiện nay có sư ban ra được 2 lần, lần này chưa xong. Còn cơ hội pháp hành thì sư nghe nhiều rồi. Ngài gì ở Myanmar, ở các nước quốc độ Nam Phương hướng dẫn thiền đấy nè. Rồi các sư Việt Nam, ví dụ như sư đợt trước đây nghe sư Nguyễn Tuệ và sư gì nữa, sư Tâm Pháp có hướng dẫn thiền đấy, nhiều sư Trung Thiền đấy, nhiều sư. Rồi vài ngày nữa hồi nãy nói là sư ví dụ đấy, thì muốn có kinh nghiệm thì hỏi sư ví dụ hoặc là các sư người nước ngoài nhiều lắm. Còn sư thì cung cấp lý thuyết. Hả? Cái này không nói. Nhưng mà như đầu sư nói, tất nhiên là mọi người nên nhớ rằng lý thuyết này của Đức Phật Thích Ca, thực hành này của Đức Phật Thích Ca, do đó làm thế nào hai cái giống nhau. Vì sư từng gặp một nhà sư ở bên Thái, họ nói với sư đến khi mình xin gọi ý kiến lại thì ông ta im luôn. Vì mình mới Việt Nam qua thì mình chưa biết gì, mình lo học cái đã, chủ trương học cho biết họ dạy cái gì rồi đi hành sau. Nếu mình học không nổi, mình học kém thì mình có thể mình thôi, mình chăm lo pháp hành. Bây giờ mình thì hồi đó mới qua, thế là vị sư đó nói thế này: sư ơi, không giống như sư học đâu, sư hành là nó khác, nó nhiều cái cảm giác hay lắm, nhiều cái vi tế kỳ lạ lắm. Thế mình nói như vậy, sư nói là không giống như trong sách vở lý thuyết. Vâng, thế sư mới nói thế này: xin phép hỏi sư, cái pháp hành của sư đó là của ai vậy? Ai dạy cho sư? Thì ông nói là của thầy ông dạy. Vậy thầy của sư là nhà sư hay là ngoài đạo? Thì nói nhà sư. Như vậy nhà sư đã tu theo Phật giáo. Vâng. Vậy suy cho cùng, truy cho cùng, nhà cái pháp đó cũng do Đức Phật dạy ra, đúng không? Đúng. Đúng, do Đức Phật dạy ra. Vậy cái tôi học đấy thì theo tôi được biết cục trích từ Tam Tạng Kinh Điển, được cả nước Thái công nhận là lời Phật dạy. Vậy lời Phật dạy và pháp Phật hành mà không giống nhau như sư nói thì mâu thuẫn không? Đấy, mình chỉ hỏi câu đó là sao, không cần nói thêm nữa. Do đó làm thế nào vừa lý thuyết và thực hành nó trùng nhau? Lý thuyết này thì sư chịu trách nhiệm về sự đúng sai. Mọi lời mọi giảng pháp ngôn ra đây thì không phải là không trăn trở, ha? Không thể làm ngôn, do là sư chịu trách nhiệm. Còn pháp hành thì sư không hướng dẫn, do là sư không rõ. Sư không rõ. Còn có những cái pháp hành khác, không phải là pháp hành, nhưng những cái pháp khác, ví dụ như hồi này nói tuyệt thực tuyệt đời gì đó, thì thời trai trẻ cũng hăng máu cũng có làm rồi, và thấy cũng chết, thấy có gì cả. Hả? Con không ăn 7 ngày không chết. Đấy, còn người không ăn 7 ngày không chết. Có thời gian. Thì cái đó không phải là pháp của Phật giáo. Đức Phật tạng tháng và Đức Phật tạng tháng là pháp học và pháp hành của Phật giáo. Thì chúng ta nên nhớ rằng đừng có, sư sẽ chủ trương không coi thường thiền định và không coi thường thiền tịnh. Nếu ai đi hai chân tốt, lý do bên thiền tuệ gọi là panya vimutti, tức là giải thoát bằng tuệ giải thoát. Còn bên thiền định gọi là cetto vimutti, tức là tâm giải thoát, tức là cái bậc đó bằng giải thoát. Sau khi hành thiền định xong, họ sẽ hành thiền tuệ và họ giải thoát, thì gọi là cetto vimutti. Nhưng mà trước đó họ hành thiền tuệ, thiền định
thì vị này sau khi đắc đạo quả, họ có luôn lục thông, có thần thông. Còn vị hành Panya Vimut, tức là chỉ có thiền tuệ không, thì vị này không có thần thông. Đó là điều đương nhiên. À, giống như là cái ngài Jakupala, ngài Hồ Nhàn không có thần thông. Ngài ở chùa ngài Tam Tạng Mười, chính ngài đấy là người mà được một vị thánh là dạy cho đề mục Hiền Vô Thời Đa. Thế mà ngài chỉ có thiền định như thế mà chứng đắc được thành bậc A-la-hán, là cái bậc mà không có pháp học tí nào, kiểu pháp hành nữa. Mời đây hả? Mời đây hả? Có cả chị Trang không? Mời đây đó. Chúng con mới thời thời điểm. Thế anh phải xem lại cái câu nói của anh. Câu hỏi này rất nhiều chỗ hợp. Để tôi phân tích lại câu nói cho nghe. Anh mới nói xong. Còn ghi âm mà. Anh nói rằng là vì đó hành thiền định không thôi, rồi được ngài Tam Tạng thứ 10 hướng dẫn. Không không ạ. Tức là cái ngôi chùa mà ngài Tam Tạng 10 đang ở đây hiện rồi. Nay vâng, thì vâng. Đấy là do vị đó hành chính ở chùa đó. Chính vị đó không, vị đó khi mà chứng đắc được bậc A-la-hán thì về đấy là vị chính vị ấy ở đấy đầu tiên ạ. Vâng, vâng, rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Vâng. Trong này cái không ổn của câu nói này là đúng chính tả chưa? Câu này đúng chính tả. Nói đến hai lần. Và sư muốn nói đến cái câu này. Câu này chứng đắc A-la-hán là câu nói không ổn, hoàn toàn không ổn. Ai chứng nhận? Ai chứng nhận ngài đó chứng đắc A-la-hán? Hay thiên hạ đồn nhau, khảo nhau? Không có một nhà sư nào dám đứng ra nói rằng người này đắc A-la-hán, người kia đắc là Tư Đà Hoàn, Tu Đà Hoàn, là cả thứ nhất. Đấy phải chứ phê bình nhé. Nhưng câu này phải rút lại, nguy hiểm lắm. Thứ hai, không có vị nào dám đứng ra nói người này đắc tứ thiền, thiền định nhé, tam thiền, nhị thiền, nhất thiền, sơ thiền, không dám. Vì sao ạ? Một vị A-la-hán mới biết tâm của vị A-la-hán và những vị thấp hơn. Còn chúng sanh chúng ta nhiều khi ngồi bên cạnh A-la-hán vẫn không biết ngài là A-la-hán, vì trình độ tâm khác nhau, không đủ trình độ để hiểu và biết. Do đó cái này nguy hiểm, cái này nguy hiểm. Ở ngoài đây có cuốn sách Phò Dịch của kinh ngài gọi là Luận Tam Ma Hà Bua, nhưng mà ngoài này họ dịch từ tiếng Anh, do đó họ viết cái chữ là có cái ngài ngoài này, ngài ngoài tục ngoài này, cái tên của ngài là Bu Hoa, nhưng mà sự thật tên tiếng Thái đọc là bua có nghĩa là hoa sen. Thì ngài này á, ngài nói một câu thôi, kiếp này là kiếp chó, ngài cũng sinh lại nữa, ngài xong nhiệm vụ. Người nói được câu này phải là A-la-hán. Thế là cái trường phái Ví Diệu Pháp ở Thái Lan có học Ví Diệu Pháp và vào Pháp hành hay là không hành, nói là họ phản đối kịch liệt cái câu nói này. Tại vì vì đó tự nhận mình là người không còn sanh nữa, tức là vô sanh. Vô sanh tức là A-la-hán. Mà A-la-hán thì vì đấy, nếu là một nhà sư là đồng ngôn đại ngữ trong giới luật thuộc pháp, nhưng mà ngài nói như vậy, mà ngài thì có nhiều cái đặc biệt. Khi mà được thải suy sập kinh tế, ngài đứng ra quyên góp tuần lệ vàng, tháng lệ vàng, năm lệ vàng, năm vàng, tháng vàng, tuần lệ vàng, và thu được tất cả hơn 10.000 kg vàng, tiền bạc chưa kể, nhập vào kho nhà nước
để bù lại cho cái số kinh tế suy thoái thất thoát. Thì Ngài làm như vậy, rất nhiều cư sĩ Phật tử họ phản đối, họ nói đó phải việc của chư tăng, đúng ạ, chư tăng nhảy ra làm việc là kinh tế và bù đắp kinh tế cho chính phủ, mặc dù cả đó là cứu nước, giúp đỡ quốc gia đang suy thoái. Nhưng Ngài nói là Phật tử họ nói phải việc của tăng. Tuy nhiên năm 2010 Ngài tịch ở miền Đông Bắc nước Thái. Thế là cái số mà trước đây từng chê Ngài, nói Ngài, đây là sư đã kể chuyện nhé, mà đang học vi diệu pháp là tức tốc từ Bangkok lên đó 600 cái số phải thuê xe mà đi ngày đi đêm để làm gì? Để sám hối trước cái mộ của Ngài, à chưa mộ, chưa thiêu, trước cái quan tài của Ngài vì lỡ xúc phạm. Mặc dù không chắc chắn Ngài là A-la-hán hay là cái thánh gì không nói, nhưng xúc phạm với một vị tăng vì là nói Ngài làm cái việc đó không nên, Ngài làm vài việc của Ngài đúng không, thì họ vẫn chạy đi sám hối. Nếu không nhá, cái đó sẽ chín mắt tâm họ, thì kiếp này họ và tu kiếp gì họ cũng đắc đạo quả, cũng đắc thiền vì cái vướng mắt nữa, vướng mắt đó. Trở lại vấn đề nhắc nhủ chúng ta nha, nếu không biết đừng nói, nguy hiểm lắm. Không, mà bên đó họ nói cái việc của họ, ai nói việc của họ, còn mình không biết